Ung thư đường tiêu hóa là một trong 4 loại ung thư gây tử vong nhiều nhất, trong đó phổ biến nhất là ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 14.000 ca mắc ung thư đại trực tràng, khoảng 11.000 đến 12.000 người mắc mới ung thư dạ dày, trong đó khoảng 8.000 người tử vong, cao gấp khoảng 4 lần so với các nước cùng khu vực Đông Nam Á. Tư vấn trực tuyến 14 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2018, điều trị ung thư đường tiêu hóa, phác đồ quyết định phần thắng. Do báo Dân Trí thực hiện, chương trình có sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Jijin Kiat, bác sĩ cao cấp chuyên khoa ung bướu hàng đầu Singapore, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Cùng đón xem và tham gia hỏi đáp trực tiếp trên dancri.com.vn và fanpage báo Dân Trí, fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn trực tuyến trên báo điện tử Dân Trí với chủ đề điều trị ung thư đường tiêu hóa, phác đồ quyết định phần thắng. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói ung thư đang trở thành gánh nặng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, với 114.000 ca tử vong mỗi năm, 315 người chết mỗi ngày, cao gấp khoảng 12 lần so với tai nạn giao thông. Trong đó thì ung thư đường tiêu hóa được coi là loại ung thư nguy hiểm nhất trong số các loại ung thư do chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất bởi bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với những bệnh tiêu hóa thông thường khiến đa số người bệnh chủ quan, đến khi phát hiện ung thư thì đã ở giai đoạn muộn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm các bệnh ung thư đường tiêu hóa? Ung thư tiêu hóa có thể phòng và điều trị thành công hay không? Các phương pháp điều trị và tỷ lệ chữa khỏi bệnh ra sao? Vai trò của phác đồ trong điều trị ung thư đường tiêu hóa là gì? Để có thể hiểu rõ hơn về tất cả các vấn đề này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Jijin Kiat, bác sĩ cao cấp chuyên khoa ung bướu hàng đầu Singapore, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Xin chào, it's a pleasure to be here today. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi lâu thêm nữa, tôi xin được chia sẻ những câu hỏi mà độc giả đã gửi về cho báo điện tử Dân Trí. Xin chào bác sĩ ạ. Lời đầu tiên thì xin được gửi lời cảm ơn tới bác sĩ đã dành thời gian tới tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa bác sĩ, ung thư đường tiêu hóa thì là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới và đồng thời cũng là một trong 4 loại ung thư gây ra nhiều ca tử vong nhất trên thế giới. Vậy thì những loại bệnh đường ung thư tiêu hóa nào thường dễ gặp nhất? Cảm ơn câu hỏi của độc giả. Ung thư đường tiêu hóa trong đó phổ biến nhất mà hay thường thấy là ung thư đường đại tràng và trực tràng, hay còn gọi là ruột già. Vậy thì trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, bác sĩ nhận thấy là tỷ lệ người mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa này có cao hay không? Most common digestive cancers that I've seen in Vietnam. Phần lớn những ca ung thư đường tiêu hóa mà tôi gặp ở Việt Nam thì là ung thư dạ dày, đại tràng và trực tràng. Vậy thì thông thường là người bệnh đi khám thì đã ở giai đoạn nào của bệnh? Come to see you, what state? Well, it depends on the type of cancer. Tùy thuộc từng loại bệnh, nhưng mà phần lớn trong những ca mà tôi gặp khi mà họ đến khám lần đầu thường là đều ở giai đoạn muộn. Và như bác sĩ chia sẻ thì có thể thấy là số lượng các ca bệnh mắc ung thư đường tiêu hóa là không hề nhỏ chút nào. Vậy thì không biết là có cách nào để chúng ta có thể phát hiện, để có thể phòng và chữa bệnh ung thư về đường tiêu hóa một cách hiệu quả nhất? Thông thường thì cứ 3 loại ung thư thì có sẽ có một loại là mình có thể phòng được bằng cách là thay đổi cái chế độ sinh hoạt. Trong trường hợp là ung thư đại trực tràng chẳng hạn. Với việc chế độ ăn có tăng cường hoa quả và rau xanh, ăn nhiều chất xơ, giảm các cái lượng đồ ăn chiên xào rán, có thể giảm cái tần suất ăn thịt đỏ thì cũng cho thấy là làm giúp giảm cái nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Thay đổi trong thói quen sinh hoạt, ví dụ như là tập thể dục đều đặn, luôn giữ cân nặng ở mức ổn định, không để tăng cân thì giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Tầm soát ung thư đại trực tràng thường xuyên giúp phát hiện sớm ung thư đại trực tràng. Tầm soát ung thư đại trực tràng ở đây có nghĩa là nội soi đại trực tràng có thể phát hiện sớm được các cái polyp. Thì khi mà mình cắt polyp ngay trong ta nội soi thì sẽ làm giúp làm giảm nguy cơ phát triển thành ung thư đại trực tràng. Tôi thấy là bác sĩ có nhắc đến việc tầm soát ung thư. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn, truyền rõ hơn về vai trò của việc tầm soát ung thư trong việc phòng và điều trị ung thư đường tiêu hóa được không ạ? So screening is really a process of looking for a condition like cancer. Tầm soát ở đây có nghĩa là mình thăm khám kiểm tra để phát hiện sớm những bệnh nhân khỏe mạnh mà chưa hề có dấu hiệu của ung thư.
Mục đích của tầm soát có nghĩa là phát hiện sớm ung thư, mặc dù là có thể là chưa biểu hiện ra triệu chứng. Nếu mà ung thư có ở giai đoạn sớm thì cái hiệu quả điều trị tốt. Cancer in its earlier stages. Khi ung thư mà được phát hiện ở giai đoạn sớm thì cái tiên lượng cũng sẽ tốt hơn, việc điều trị cũng hiệu quả hơn, tỷ lệ sống cao hơn so với cả ung thư mà phát hiện ở giai đoạn muộn. Thực tế, tầm soát ung thư đại trực tràng cũng đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa tử vong do ung thư. Ở những bệnh nhân mà không hề có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa đại trực tràng thì bác sĩ thường khuyên là khi bắt đầu vào tuổi 50 trở lên là bắt đầu nên đi tầm soát bằng cách là nội soi đại trực tràng. Ung thư gan cũng là một trong những ung thư phổ biến nhất. Một trong những nguyên nhân mà góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan là do bệnh nhân mắc viêm gan virus B hoặc là viêm gan C, cũng ở những bệnh nhân mà uống có nhiều rượu bia. Thì yếu tố này thì làm góp phần làm cho tăng cái nguy cơ sơ gan và sẽ dẫn tới về sau là ung thư gan. In individuals who have these risk factors, regular screening for liver cancer in the form of blood tests. Ở những bệnh nhân mà có mang những cái yếu tố nguy cơ thì để tầm soát ung thư gan mình có thể kiểm tra bằng việc là xét nghiệm máu, trong đó đặc biệt có cái chỉ số AFP là chỉ số chỉ điểm khối u liên quan đến ung thư gan và siêu âm. Cái mục đích vẫn là phát hiện sớm bệnh ung thư nếu có và để mình có đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong điều trị. Vậy thì khi mà chúng ta đã phát hiện sớm bệnh, điều trị bệnh thì liệu là cái nguy cơ tái phát lại bệnh có cao hay không? If we take colorectal cancer as an example, if the cancer lấy ví dụ trường hợp ung thư đại trực tràng mà phát hiện ở giai đoạn sớm là giai đoạn 1 bằng việc điều trị phẫu thuật, cái cơ hội chữa khỏi bệnh đã là 95%. Vâng, đó là những cách bác sĩ chia sẻ đối với những người mà chưa phát hiện ra bệnh ung thư, chưa mắc bệnh ung thư. Còn đối với những người đã phát hiện ra là mình mắc ung thư rồi, vậy thì theo bác sĩ là yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất trong việc giúp họ có thể điều trị được bệnh ung thư? Many treatments available for cancer. Of course, the type of treatment will depend on the cancer that we're treating. Có rất là nhiều loại ung thư khác nhau và nó sẽ phụ thuộc ung thư gì, khi mà phát hiện là ở giai đoạn mấy, có nghĩa là bệnh nó chạy đi đến đâu trong cơ thể rồi. The main treatment methods for cancer are those of surgery, radiation therapy. Các phương pháp điều trị chủ yếu hiện nay cho ung thư thì vẫn là phẫu thuật, xạ trị và có thể dùng thuốc. As far as medicines are concerned, we now have chemotherapy. Dùng thuốc thì ngày nay có rất là nhiều phương pháp, dùng thuốc hóa trị, phương pháp điều trị đích, phương pháp điều trị miễn dịch, phương pháp điều trị hormone. Đôi khi các bác sĩ cũng phải quyết định xem là mình sẽ kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để điều trị bệnh cho bệnh nhân. Vậy thì hiện nay y tế, y khoa thế giới thì đã có những cái bước tiến bộ nào trong việc chữa trị các bệnh ung thư nói chung và bệnh ung thư về đường tiêu hóa nói riêng? Chemotherapy still remains a very important part of treating. Với ung thư đường tiêu hóa thì việc điều trị truyền hóa chất vẫn là phương pháp điều trị chủ yếu. Ngoài việc truyền hóa chất thì bây giờ cũng có rất là nhiều phương pháp kết hợp phương pháp điều trị đích, điều trị miễn dịch. Targeted therapy refers to the use of medicines to pinpoint certain molecules. Điều trị đích nghĩa là nó sẽ nhắm mục tiêu vào cái phần cấp độ phân tử của tế bào ung thư để được tiêu diệt. It is now routinely used in the treatment of patients with advanced liver cancer. Cái điều trị đích thì bây giờ thường được hay dùng ở những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, trong đó ung thư gan, ung thư đại trực tràng và một số ở ung thư dạ dày. Cái phương pháp điều trị liệu miễn dịch để kích cái hệ miễn dịch cơ thể con người lên để tấn công lại tế bào ung thư. In recent years, immunotherapy has been proven to be of help in patients with advanced liver cancer. Gần đây thì các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là điều trị miễn dịch cũng có hiệu quả trong trường hợp những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn ở ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư đại trực tràng. Vâng, theo tôi được biết thì mới đây giải thưởng về y tế giải Nobel 2018 đã được trao cho một bác sĩ người Nhật và một bác sĩ người Canada nhờ đã khám phá ra phương pháp trị liệu miễn dịch. Vậy thì cái phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi hay chưa và liệu cái hiệu quả của nó thì như thế nào đối với việc chữa trị bệnh ung thư ạ? Immunotherapy is indeed a breakthrough in the treatment of patients. Trị liệu miễn dịch là một bước đột phá trong y tế, là trong điều trị ở bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư ở giai đoạn muộn và bệnh nhân ung thư u hắc tố hay gọi là ung thư da. It is known that the immune system is. Thì người ta thấy là hệ miễn dịch của mình có khả năng là xác định cái tế bào ung thư trong cơ thể. But that cancer cells have also found a way
Tế bào ung thư nó cũng biết cách để tìm để lẩn trốn, không bị cái hệ miễn dịch phát hiện. So the basic premise behind immunotherapy at the moment is that we are using medicines to. Thì cái phương pháp trị liệu miễn dịch này là sẽ kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể con người để phát hiện ra các cái tế bào ung thư để tấn công lại nó. This is now proven in many cancers, including the common cancers like those of the lung, as well as some patients with colorectal cancer. Phương pháp này cũng có hiệu quả ở điều trị các bệnh nhân ung thư phổi và một số bệnh nhân về liên quan ung thư đại trực tràng, và như trước đây bác sĩ cũng đã có nhắc là liên quan đến ung thư đường dạ dày và ung thư gan. There are not many studies ongoing to look at the use of immunotherapy in other cancers. Rất là nhiều các nghiên cứu vẫn tiếp tục xem có thể trị liệu miễn dịch này có thể áp dụng được trong nhiều loại ung thư khác nữa hay không, và cũng như là sử dụng sự kết hợp của trị liệu miễn dịch với điều trị đích hoặc là hóa trị. Vâng ạ. Có thể thấy là những phát minh mới, những tiến bộ của y tế, của khoa học thế giới thì thực sự là cái hy vọng mới cho những người bệnh nhân mắc bệnh ung thư, giúp họ có thể lạc quan hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên là có cái rất nhiều cách và rất nhiều phác đồ để chúng ta điều trị các bệnh ung thư. Vậy thì làm thế nào để bệnh nhân có thể biết được là phác đồ nào phù hợp với mình để có thể lựa chọn trong con đường chữa trị bệnh ung thư? The treatment of patients with cancer is complex and often requires the inputs of a host of different medical professionals, ranging from doctors like điều trị ung thư thì bản thân bệnh ung thư đã là một căn bệnh rất là phức tạp và yêu cầu một đội ngũ để chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, bao gồm có từ bác sĩ chuyên về ung thư nội khoa, bác sĩ về xạ trị ung thư cũng như bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nữa. Bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu bệnh học cũng rất là quan trọng, đóng vai trò trị cho bệnh nhân ung thư, bởi vì là bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ tìm hiểu sẽ có cái đột biến gen nào trong cái tế bào bệnh ung thư của bệnh nhân. Bệnh nhân ung thư thì cần được thăm khám và điều trị bởi các trung tâm có uy tín, bao gồm một đội ngũ các bác sĩ, các chuyên gia. Có thể thấy là khi mắc bệnh ung thư thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những phương pháp điều trị như là hóa trị hay xạ trị, những phương pháp rất là phổ biến hiện nay rồi. Tuy nhiên thì nó luôn khiến người bệnh có một chút gì đấy e ngại và hơi sợ với những cái tác dụng phụ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về những cái tác dụng phụ khi mà chúng ta điều trị bệnh ung thư, cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế tốt nhất những cái tác dụng phụ của nó? Every treatment will come with its own set of. Khi bệnh nhân được điều trị thì đều có những tác dụng phụ nhất định của nó và có những cái nguy cơ biến chứng. There have been significant advances in supportive medicines in preventing or at least. Hiện nay có rất là nhiều các cái phương pháp cũng như là thuốc giúp kiểm soát tác dụng phụ hoặc là giúp giảm bớt các cái tác dụng phụ. For example, chemotherapy related nausea and vomiting. Và một số tác dụng phụ giống như buồn nôn hoặc là nôn mửa hoặc là bị tiêu chảy, bây giờ ngày nay các tác dụng phụ này được kiểm soát rất là tốt. Targeted therapy as well as immunotherapy come with a different set of side effects. Còn tác dụng phụ của việc điều trị đích hoặc là điều trị miễn dịch thì lại khác so với cả tác dụng phụ của hóa trị. Eventually it's important to discuss with the doctor what the overall benefits. Cũng khuyên bệnh nhân là nên trao đổi thật là kỹ càng với cả các bác sĩ điều trị của mình về các tác dụng phụ có thể xảy ra cũng như là lợi ích mình có được trải qua việc điều trị như vậy. Đó là trong quá trình điều trị. Vậy còn thì sau khi mà chúng ta đã điều trị xong thì có những điều gì mà các bệnh nhân cần chú ý để có thể tránh cái nguy cơ tái phát lại bệnh? Once treatment is completed, it is very important for patients to adopt. Kết thúc quá trình điều trị ung thư xong thì sinh hoạt mọi thứ cân bằng, cái lối sống lành mạnh, chế độ ăn có lợi cho sức khỏe. Importantly, of course, one should abstain from cigarette smoking and limit one's. Trong đó đặc biệt là không hút thuốc cũng như là uống rượu bia. Just as importantly, patients should continue to see their doctor regularly. Và quan trọng nữa là bệnh nhân nên gặp tái khám với cả bác sĩ điều trị của mình định kỳ để theo dõi. Cuộc chiến điều trị bệnh ung thư không chỉ là cuộc chiến của mỗi bệnh nhân mà nó thực sự là cuộc chiến với cả những người thân, với gia đình của bệnh nhân nữa. Vậy thì bác sĩ có thể khán giả có thể biết rõ hơn về cái vai trò của người nhà, của gia đình trong cái cuộc chiến với bệnh ung thư này đối với bệnh nhân như thế nào? So the role of caregivers cannot be overemphasized. Vai trò cũng như người thân trong gia đình thì cũng không thể bỏ qua. Family and caregivers are an important source of emotional support for patients. Đóng vai trò rất quan trọng, đầu tiên là về mặt tình cảm thời điểm ban đầu khi mà bệnh nhân đón nhận cái chẩn đoán là ung thư. In helping patients to cope with the diagnosis, but also động viên để bệnh nhân tích cực điều trị, kể cả sau khi điều trị nữa. Caregivers are also important for providing physical support. Thì những người thân trong gia đình cũng đóng vai trò rất quan trọng để hỗ trợ tinh thần cũng như thể trạng của bệnh nhân. Ensuring that patients eat well, để đảm bảo cho bệnh nhân ăn uống đủ chất, đủ dinh dưỡng và có vận động phù hợp.
And even after treatment is completed for cancer, to remind patients to continue to live and eat healthy. Nhắc nhở bệnh nhân kể cả sau khi đã điều trị xong thì cũng nên duy trì giữ một lối sống lành mạnh, theo dõi thăm khám, tái khám định kỳ với cả bác sĩ. Vâng, quý vị thân mến, có thể nói ung thư là hại tử vô cùng đáng sợ đối với chúng ta trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đó là điều không ai mong muốn cả. Thế nhưng nếu chẳng may khi chúng ta đã mắc bệnh thì điều quan trọng là chúng ta cần bình tĩnh và cần có sự lạc quan, hy vọng để có thể chiến đấu tới cùng với căn bệnh này. Quý vị thân mến, ngay từ khi đăng tải thông tin về buổi tư vấn trực tuyến về căn bệnh ung thư đường tiêu hóa thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều, hàng trăm câu hỏi của độc giả gửi về cho báo Điện tử Dân trí. Tôi xin được phép đọc các câu hỏi mà độc giả đã gửi về cho báo Dân trí. Nhà cháu có người bị ung thư dạ dày và đã cắt bỏ 2/3 dạ dày. Hiện tại thì sức khỏe cũng đã ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Bác sĩ cho hỏi là ung thư dạ dày có tái phát lại hay không? Câu hỏi được gửi từ bạn Na Hương, 30 tuổi. Now that treatment has been completed, it is important again to adopt a healthy diet. Bạn nên động viên người nhà tuân thủ chế độ ăn cũng như chế độ sinh hoạt lành mạnh. Nhớ theo dõi tái khám định kỳ, nhớ theo lịch hẹn của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo đến từ độc giả Dương Hạ, 40 tuổi ạ. Xin hỏi bác sĩ là ung thư đại tràng giai đoạn 2A điều trị bằng phương pháp nào ạ? For stage 2 colon cancer, the main treatment is that of Phương pháp điều trị chủ yếu đóng vai trò lớn là phẫu thuật. In a group of patients who stage 2 cancer is deemed at higher risk. Ở những bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 2 sau khi điều trị phẫu thuật thì nên nên điều trị thêm hóa trị nữa. Xin được đến với câu hỏi tiếp theo của độc giả đã gửi về cho báo Điện tử Dân trí. Thưa bác sĩ, em nội soi dạ dày lần 2, em bị nặng hơn do nhiễm khuẩn HP và viêm nông niêm mạc hang vị. Bệnh dạ dày của em có nặng không và có thể chuyển thành bệnh ung thư dạ dày hay không? Câu hỏi được gửi từ bạn Phương Lê ạ. In general, patients with Helicobacter pylori positive. Thông thường những bệnh nhân mà khi đã có chẩn đoán có khuẩn HP dương tính và viêm dạ dày thì cần phải điều trị để tiêu diệt khuẩn HP. If the first line of eradication treatment has been unsuccessful, vẫn còn khuẩn HP dương tính thì mình sẽ phải tiếp tục điều trị sang phác đồ 2 để tiêu diệt khuẩn HP. The eradication of H. pylori infection is important. Việc điều trị tiêu diệt khuẩn HP rất là quan trọng bởi vì sẽ góp phần tăng cái nguy cơ phát triển ung thư dạ dày. Vậy thì rõ ràng là căn bệnh của bạn rất có nguy cơ bị chuyển thành bệnh ung thư dạ dày. Bạn Phương Lê cần lưu ý để làm sao có thể tiêu diệt cái nhiễm khuẩn HP này càng sớm càng tốt bạn Lê nhé. Chúng ta xin được đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Anh tôi bị ung thư dạ dày di căn phúc mạc, thể ung thư là dạng thâm nhiễm. Vậy có phác đồ điều trị nào đã thực hiện thành công cho bệnh nhân giống anh tôi không? Hiện nay thì anh tôi đã dùng 2 phác đồ, mỗi lần 4 chu kỳ nhưng đều bị kháng thuốc. Câu hỏi được gửi từ độc giả Nguyễn Thị Hiền, 30 tuổi với số điện thoại là 092254XXX. So I can say that broadly speaking for patients with advanced gastric cancer, the main treatments would include those. Với ung thư dạ dày mà ở giai đoạn tiến triển như vậy thì cái hướng điều trị sẽ là kết hợp gồm có hóa trị liệu và dùng điều trị đích, cân nhắc điều trị miễn dịch. Tức là cũng đã có phác đồ điều trị thành công so với bệnh di căn phúc mạc và thể thâm nhiễm đúng không ạ? Đây là cái hướng điều trị cơ bản tiêu chuẩn dành cho bệnh nhân có chẩn đoán như vậy và với mục đích là để kiểm soát bệnh. Có thể thấy là trên thực tế thì đã có phác đồ điều trị được ung thư dạ dày di căn phúc mạc rồi, vì vậy mà bạn Nguyễn Thị Hiền cũng như là anh trai của mình cũng đừng nản lòng khi mà hai phác đồ điều trị đầu đã không hiệu quả. Các bạn hãy tiếp tục kiên trì với những phác đồ điều trị tiếp theo được đưa ra bởi lời khuyên của các bác sĩ. Bạn Nguyễn Thị Hiền nhé. Xin được mời bác sĩ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi tỷ lệ sống sau điều trị ung thư trực tràng ở giai đoạn cuối là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? For advanced rectal cancer, the definition is that the cancer ung thư trực tràng giai đoạn cuối thì nghĩa là bệnh đã di căn từ trực tràng và đã di căn ra tới nhiều cơ quan khác. Broadly speaking, the treatment intention in such situations. Thì với trường hợp ca trực tràng giai đoạn cuối thì việc điều trị, mục đích của điều trị là để kiểm soát bệnh và để giúp kéo dài. In some patients, however, if the cancer has limited its spread to just some parts of the liver, for trong example, những trường hợp có trường hợp mà ca trực tràng ví dụ như là di căn tới một bộ phận là gan thì bác sĩ đánh giá trong trường hợp có thể phẫu thuật cái khối u trực tràng và một phần cái phần di căn gan, sau đó sẽ điều trị tiếp theo bằng hóa trị và xạ trị vào vùng nguyên phát ở trực tràng thì cũng có cái cơ hội là để chữa khỏi.
As you can imagine, this is a very select group of patients. Tuy nhiên thì không phải mọi bệnh nhân có chẩn đoán như vậy thì đều cơ hội chữa khỏi. Như bác sĩ vừa nêu thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều, bác sĩ cần phải đánh giá từng bệnh nhân một. Câu hỏi tiếp theo ạ. Làm sao để có thể phát hiện sớm ung thư trực tràng thưa bác sĩ? Và làm thế nào, khi nào thì chúng ta nên đi tầm soát ung thư đại tràng? Early detection of colorectal cancer is through the use of appropriate screening. Sớm ung thư đại trực tràng thì là liên quan đến việc mình sẽ đi thăm khám kiểm tra. The main methods of colorectal cancer screening are those of thăm kiểm tra ở đây có nghĩa là cái phương pháp chính đó là nội soi đại tràng, đại trực tràng. As well as the use of what we call a fecal occult blood test aimed at detecting blood that is hidden. Và có thể là ngoài ra kết hợp cùng với xét nghiệm mà tìm máu ẩn ở trong phân. For the average female or male without a bệnh nhân bất kể là nam hay là nữ mà trong gia đình không có tiền sử ung thư đại trực tràng thì nên bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng bằng việc nội soi đại tràng khi mà bắt đầu vào tuổi 50 trở lên. Mà câu hỏi tiếp theo liên quan tới việc đau dạ dày khuẩn HP ạ. Tôi bị đau dạ dày khuẩn HP, vậy khả năng ung thư dạ dày của tôi có cao không? Và bao lâu thì tôi nên tầm soát ung thư dạ dày một lần để biết chắc là mình không bị ung thư? Câu hỏi được gửi từ bạn Đào Phương Bối ạ. Long term infection with Helicobacter pylori. Viêm dạ dày có khuẩn HP mà để kéo dài thì cũng làm tăng cái nguy cơ mắc ung thư dạ dày ở bệnh nhân. This risk can be significantly reduced through treatment to eradicate. Bạn có thể cần phải điều trị tiêu diệt khuẩn HP. Điều quan trọng nhất bạn Phương nói ạ là chúng ta cần phải sớm tiêu diệt vi khuẩn HP càng sớm càng tốt để tránh chuyển sang giai đoạn ung thư dạ dày. Câu hỏi tiếp theo được gửi từ bạn Hải Đăng, 27 tuổi với số điện thoại là 0973315XXX. Câu hỏi như sau ạ. Chào bác sĩ, hiện tại mẹ em được chẩn đoán là ung thư đại tràng ngang cuối giai đoạn 3, chớm sang giai đoạn 4 và hiện đang điều trị tại bệnh viện K2 cơ sở Tam Hiệp. Bác sĩ thì cũng đã tiến hành mổ và cắt bỏ khối u, đồng thời cắt bỏ một phần dính sang gan và túi mật. Bác sĩ bảo sẽ kết hợp giữa truyền hóa chất nữa. Vậy thì như trường hợp của mẹ em có bị di căn nữa hay không thưa bác sĩ? Broadly speaking, for patients with a third stage of colon cancer. Thông thường với ung thư đại tràng mà ở giai đoạn 3 thì cái điều trị chính ban đầu sẽ là phẫu thuật và sau đó là hóa trị. Thì cái mục đích là để điều trị là kiểm soát bệnh. For patients in the fourth stage of colon cancer, the ở những bệnh nhân đại tràng mà giai đoạn 4 thì việc điều trị sẽ là hóa trị và có thể cân nhắc kết hợp có hoặc là không điều trị đích. Although surgery may also be needed in some situations. Có thể bác sĩ sẽ cân nhắc cái việc phẫu thuật. Xin mời các độc giả tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi ạ để có thể nhận được sự tư vấn từ bác sĩ Di. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo được gửi từ bạn Trần Lan Phương. Từ bạn Trần Lan Phương, 42 tuổi, với số điện thoại là 0915544XXX. Câu hỏi như sau ạ. Tôi có bố năm nay thì đã 70 tuổi, phẫu thuật ung thư đại tràng sigma đã được 1 năm. Nhưng khi đi khám định kỳ thì chỉ số CEA tăng cao trên 800, đã được chụp các lớp vi tính, 64 dãy nội soi đại trực tràng nhưng không phát hiện được khối u di căn. Bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi xem là nên làm gì để ngăn ngừa ung thư tái phát, vì sau khi phẫu thuật chưa truyền hóa chất và xạ trị tại thời điểm phẫu thuật ung thư giai đoạn sớm. While the main treatment for stage 1 colon cancer is that of surgery. Ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm thì ban đầu tiên bao giờ cái phương pháp điều trị cũng sẽ là phẫu thuật, và mặc dù vậy thì tuy nhiên không phải là cũng có những trường hợp mà phẫu thuật thì vẫn còn cái nguy cơ tái phát ở đấy. While CEA is a useful cancer marker for cancer recurrence. Cái chỉ số CEA là chỉ số chỉ điểm khối u thì cũng là một cái chỉ số tốt để có thể theo dõi cái bệnh ung thư đại tràng. Nevertheless, in a patient with a known history of cancer, it is important to investigate for cancer as a cause. Tuy nhiên thì ở những bệnh nhân mà khi mà không có tiền sử ung thư mà đột nhiên cái CEA tăng cao thì cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra tăng CEA. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi đến từ một độc giả giấu tên gửi về cho báo điện tử Dân Trí. Bạn có hỏi rằng tôi nghe nói ung thư thực quản điều trị giai đoạn muộn rất tốn kém và khả năng chữa khỏi là rất thấp. Không biết là thông tin này có đúng hay không ạ? The treatment is very costly and advanced esophageal cancer is usually treated. Với ung thư thực quản ở giai đoạn muộn khi phát hiện thì việc điều trị là để kéo dài sự sống. Unfortunately, ung thư thực quản ở giai đoạn muộn không thể chữa khỏi được, cái cơ hội chữa khỏi là không có. Nevertheless, treatments with chemotherapy.
bệnh nhân được điều trị hóa trị đúng sẽ giúp nâng cao được chất lượng sống và kéo dài sự sống. Câu hỏi tiếp theo. Xin chào bác sĩ, em 47 tuổi, vừa rồi có làm xét nghiệm tầm soát ung thư thì chỉ số CA-724 cao, nội soi thì được chẩn đoán là đa polyp. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp các chỉ số này, liệu em có mắc ung thư dạ dày không ạ? Nếu trường hợp bệnh nhân mà có polyp dạ dày mà không được xử lý cũng góp phần làm tăng cái nguy cơ mắc ung thư dạ dày ở bệnh nhân. Với một chỉ số chỉ điểm khối u mà tăng, chưa thể chắc chắn được cái tăng cái chỉ số CA-724 đấy là do liên quan tới ung thư hay là liên quan tới một số những vấn đề khác. Phát hiện ra những cái bất thường này thì mình nên kiểm tra chuyên sâu thêm, tìm nguyên nhân. Với những bệnh nhân mà có tiền sử bệnh thì nên theo dõi, sẽ tái khám định kỳ với bác sĩ của mình. Vậy là với chỉ số này cũng như là việc bạn được chẩn đoán là đa polyp và dạ dày thì cũng chưa thể chắc chắn, chưa đủ các cái dữ liệu để bác sĩ có thể kết luận được là có khả năng mắc bệnh ung thư hay không. Điều quan trọng và cần thiết nhất ngay bây giờ đó là bạn cần nên đi khám chuyên sâu để các bác sĩ có thể đưa ra kết luận chính xác nhất. Câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Ông cháu từng mắc ung thư trực tràng và đã qua đời. Vậy cháu và những người trong gia đình có nguy cơ bị di truyền từ ông hay không ạ? Trong gia đình mà có tiền sử ung thư đại trực tràng, những người thân trong gia đình cũng sẽ có nguy cơ mắc ở giai đoạn khi mà tuổi vẫn còn trẻ. Nên đi gặp bác sĩ để được thăm khám, tầm soát cái nguy cơ ung thư đại trực tràng. Có thể thấy là nếu trong gia đình chúng ta đã từng có người mắc bệnh ung thư trực tràng thì nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng này của những người thân còn lại trong gia đình là sẽ cao hơn so với người bình thường và cần phải đi tầm soát ung thư một cách thường xuyên để có thể phát hiện ra bệnh một cách sớm nhất. Tiếp theo ạ, xin mời bác sĩ đến với câu hỏi. Đây là một lời khen dành cho bác sĩ Di của chúng ta. Có một độc giả đã gửi về cho báo Điện tử Dân Trí, đó là người nhà tôi đang điều trị ung thư tại Trung Quốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ Di và hiện tại sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều ạ. Cảm ơn bác sĩ, bạn muốn thông qua chương trình để gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Di ạ. Vâng ạ. Tiếp theo xin mời bác sĩ đến với câu hỏi là tôi nghe nói là có cách chữa ung thư đại trực tràng mà không cần phẫu thuật. Thông tin này có đúng hay không ạ? Điều trị ung thư đại trực tràng mà đặc biệt ở giai đoạn sớm thì việc phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tiên. Vâng, như vậy là thông tin này là hoàn toàn không chính xác đúng không ạ? Ngay giai đoạn đầu tiên thì chúng ta đã cần phải thực hiện phẫu thuật rồi. Thậm chí là phẫu thuật là giai đoạn, là cái bước rất là quan trọng trong cái việc điều trị bệnh này có thể hiệu quả nhất đúng không ạ? Xin mời các độc giả tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi ạ, để có thể nhận được sự tư vấn từ bác sĩ Di. Trong các bệnh ung thư đường tiêu hóa thì bệnh nào có khả năng sống cao nhất và trường hợp mắc ung thư đại trực tràng đã di căn thì cơ hội sống còn bao nhiêu phần trăm ạ? Cái thông tin chung là ung thư mà được phát hiện ở giai đoạn sớm thì bao giờ cũng có tiên lượng tốt hơn và tỷ lệ sống cao hơn so với cả khi mà phát hiện ở giai đoạn muộn. Từ ung thư gan đến ung thư đại trực tràng, một số các loại ung thư thì nếu phát hiện sớm thì tiên lượng rất là tốt. Vậy thì với trường hợp mà ung thư đại trực tràng đã di căn thì cơ hội sống còn bao nhiêu phần trăm? Broadly speaking, for colorectal cancer that has spread, với ung thư đại trực tràng đã di căn, có nghĩa là khi vẫn không thể thực hiện phẫu thuật được nữa và bệnh nhân đã được điều trị thì cái tỷ lệ sống sót qua 5 năm là dưới 5%. Trong một số trường hợp bệnh nhân mà ung thư đại trực tràng đã di căn nhưng cái mức độ di căn rất là hạn chế, tới một số cơ quan hạn chế trong cơ thể thôi mà bác sĩ đánh giá có thể thực hiện phẫu thuật được và vẫn điều trị tiếp tục hậu phẫu là gồm có hóa xạ thì cái tỷ lệ sống có thể được nâng cao hơn, là ở bệnh tỷ lệ sống sót sau 5 năm là tăng lên được khoảng 30%. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là có rất nhiều người quan tâm, bởi vì đây là một trong những cái căn bệnh mà rất nhiều người gặp, rất là phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Một câu hỏi liên quan đến bệnh đau dạ dày ạ. Mẹ em bị đau dạ dày 5 năm rồi, dùng nhiều thuốc tây mà bệnh không thuyên giảm. Vậy thì liệu mẹ em có nguy cơ bị ung thư dạ dày hay không ạ? Tình trạng viêm nhiễm mãn tính kéo dài thì cũng góp phần làm tăng cái nguy cơ ung thư ở bệnh nhân, đặc biệt là trong trường hợp mà đau viêm dạ dày mà liên quan tới khuẩn HP nữa. Vậy thì bạn nên đưa mẹ đi khám xem có bị nhiễm vi khuẩn HP hay không, bởi vì nếu đã đau dạ dày nhiều năm và lại còn có vi khuẩn HP nữa thì cái khả năng mắc bệnh ung thư dạ dày là rất cao. Chúng ta cần phải đi khám ngay để có thể điều trị bệnh ngay từ giai đoạn sớm nhất.
Câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ ạ. Cháu muốn qua tu cúc để điều trị với bác sĩ gì thì bác sĩ có thể cho cháu đặt lịch hẹn khám trước không ạ? Vâng, bác sĩ cũng rất là sẵn sàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi rất là cần sự lời khuyên của bác sĩ đấy ạ. Đó là người nhà cháu lo sợ ung thư trực tràng là sẽ chết nên từ chối điều trị. Xin bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên để giúp người nhà có thể thay đổi được cái quan điểm và suy nghĩ này không ạ? Tức là người nhà của bạn độc giả có tên là Thu Nga bị được chẩn đoán là ung thư trực tràng rồi. Tuy nhiên là người nhà của chị Nga có quan niệm là ung thư trực tràng sẽ chết, tức là không có cách nào để điều trị, nên là từ chối mọi phương pháp điều trị. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên nào để giúp người nhà chị Nga có thể thay đổi được cái suy nghĩ này không ạ? Thường thì tôi ít khi gặp trường hợp mà bệnh nhân lại từ chối điều trị như vậy. Bởi vì nhiều khi bệnh nhân khi mà nhận được cái chẩn đoán là ung thư thì tự cho rằng đấy là cái án tử hình rồi. Thế thì bây giờ có rất là nhiều phương pháp điều trị khác nhau cho ung thư, đặc biệt là trong đó ung thư trực tràng. Phát hiện ở giai đoạn sớm thì cái mục đích điều trị là thậm chí có thể giúp chữa khỏi bệnh. Ung thư trực tràng mà phát hiện ở giai đoạn muộn thì cái việc điều trị đúng đắn cũng giúp cho có thể kiểm soát được bệnh và kéo dài sự sống và cái chất lượng sống rất là tốt. Người nhà bạn nên đi gặp bác sĩ để được thăm khám, trao đổi kỹ hơn về chẩn đoán bệnh cũng như là các phương pháp điều trị phù hợp với mình và cũng như là cái tác động của có thể xảy ra. Vâng, hy vọng rằng với những lời khuyên từ bác sĩ Di thì người nhà của bạn Thu Nga có thể thay đổi được suy nghĩ của mình và chấp nhận các phác đồ, các phương án điều trị bệnh để có thể khỏi bệnh một cách sớm nhất. Xin mời bác sĩ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Bác sĩ ơi, ung thư dạ dày có thể gặp ở người trẻ tuổi hay không ạ? Ở người trẻ thì khả năng chữa khỏi có cao hơn không? Thường thấy ung thư dạ dày được phát hiện ở những bệnh nhân lớn tuổi, nhưng mà tôi cũng có thấy có những bệnh nhân trẻ tuổi. Cái tỷ lệ chữa khỏi hay tỷ lệ sống của ung thư dạ dày còn phụ thuộc vào cái giai đoạn khi mà phát hiện và cái việc điều trị của bệnh nhân. Đúng là người trẻ thì thường có tâm lý chủ quan là mình còn trẻ còn khỏe nên là rất chủ quan về vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên như chia sẻ của bác sĩ Di thì chúng ta có thể thấy là bệnh ung thư dạ dày hay ung thư về các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa đều có thể xảy ra với người trẻ. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái lối sống lành mạnh, ăn uống healthy hơn để có thể ngăn ngừa bệnh, phòng chống bệnh các bệnh liên quan đến ung thư về đường tiêu hóa một cách tốt nhất. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Nếu mắc cùng lúc hai bệnh ung thư ở đường tiêu hóa là dạ dày và đại tràng thì có thể chữa khỏi không thưa bác sĩ? Một bệnh nhân mà mắc cùng lúc cả ung thư nguyên phát ở cả dạ dày và đại tràng thì khá là hiếm. Cái tiên lượng điều trị sẽ phụ thuộc vào giai đoạn bệnh khi phát hiện. Ngoài ra cũng phụ thuộc vào cái thể trạng, cái sức khỏe nền của bệnh nhân nữa, phù hợp để trải qua cái quá trình điều trị hay không. Sức khỏe nền tốt, thể trạng tốt, phát hiện ung thư vừa dạ dày vừa đại tràng đều là nguyên phát ở giai đoạn sớm. Cơ thể sức khỏe là phù hợp để phẫu thuật được, phẫu thuật được cả hai u ở đại tràng và dạ dày thì cái mục đích của việc điều trị cũng có thể hướng tới cái việc chữa khỏi bệnh. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi mà có lẽ là khá phổ biến với nhiều người bệnh khi mắc bệnh ung thư. Đó là người nhà cháu chẳng biết nghe ai mách nên cắt thuốc nam về điều trị ung thư đại trực tràng. Vừa rồi đi khám lại thì bệnh lại còn nặng hơn nên đang rất hoảng sợ. Xin bác sĩ tư vấn giúp phương pháp điều trị ung thư đại trực tràng ở giai đoạn 2 ạ. Tôi cũng ít gặp những trường hợp mà khi mà đã có chẩn đoán ung thư đại trực tràng mà lại không điều trị theo các phương pháp truyền thống mà lại tự dùng thuốc nam về để uống. Mặc dù là bây giờ người nhà của bạn mới đi chụp chiếu mà thấy là bệnh tình trạng thậm chí còn xấu hơn trước, nên đi tới các cơ sở điều trị y tế uy tín để thăm khám để có thể cái phương pháp điều trị phù hợp. Tâm lý của người bệnh đó là khi mắc bệnh thì thường vái tứ phương, cứ nghe ai mách ở đâu là có phương pháp điều trị hay thì chúng ta đều tìm tới và để thử nghiệm. Tuy nhiên nếu vái không đúng phương thì đôi khi chúng ta sẽ khiến cho bệnh tình trở nên nặng hơn và diễn biến xấu hơn. Vì vậy điều quan trọng khi mà chúng ta mắc bệnh đó là phải tìm được cơ sở khám chữa bệnh uy tín nhất và để nghe được những lời khuyên, lời tư vấn chính xác nhất cũng như là có phác đồ điều trị thích hợp nhất cho căn bệnh của mình. Có một bạn độc giả gửi đến chúng tôi câu hỏi như sau ạ. Đã có nhiều năm kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân ung thư trên thế giới, xin bác sĩ Di có thể chia sẻ về trường hợp mà bác khiến cho bác sĩ ấn tượng nhất không ạ? Có rất nhiều ca mà ấn tượng mà tôi không thể nhớ hết nổi. Ca mà bây giờ tôi nghĩ tới ngay thì là cái một ca bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn. Ban đầu là giai đoạn muộn nhưng mà đến nay bệnh nhân đã được điều trị 4 năm rồi.
Đây có thể là một trong những ca mà tôi cảm thấy rất là vui. Tôi gặp lại bệnh nhân vẫn rất là khỏe mạnh, cố gắng là mang lại những điều tốt nhất những bệnh nhân mà tôi đã từng thăm khám. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là gần gũi về nghề nghiệp của bác sĩ ạ. Quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi vẫn còn nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn đọc gửi đến. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì cũng có hạn thôi ạ. Nếu như quý vị và các bạn còn những câu hỏi hay còn những cái băn khoăn thắc mắc nào thì có thể gửi trực tiếp câu hỏi về cho Bệnh viện Thu Cúc với website bệnhviệnthucuc.vn hoặc thông qua fanpage của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc để được các bác sĩ trả lời. Hoặc có một cách nữa đó là chúng ta có thể gọi điện tới tổng đài 1900 558 896 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với cuộc gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì quý vị đã có được cái nhìn tổng quát và cụ thể hơn về các bệnh liên quan tới ung thư về đường tiêu hóa, từ đó có thể chủ động cho mình các cách thức, các phương thức để có thể ngăn ngừa, tầm soát được bệnh ung thư một cách hiệu quả nhất. Giống như lời khuyên của bác sĩ Di đã đưa ra, đó là chúng ta nên tầm soát ung thư từ nửa năm đến một năm một lần, kết hợp với một lối sống khỏe mạnh, ăn uống điều độ nữa để có thể tầm soát, kiểm soát các bệnh ung thư một cách hiệu quả nhất. Và nếu không may đã mắc bệnh ung thư rồi thì chúng ta cũng cần kiên trì theo các phác đồ điều trị của bác sĩ để có thể chiến đấu tới cùng với căn bệnh ung thư này. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Di đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi buổi tư vấn trực tuyến. Còn bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt. Ung thư đường tiêu hóa là một trong 4 loại ung thư gây tử vong nhiều nhất, trong đó phổ biến nhất là ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 14.000 ca mắc ung thư đại trực tràng, khoảng 11.000 đến 12.000 người mắc mới ung thư dạ dày, trong đó khoảng 8.000 người tử vong, cao gấp khoảng 4 lần so với các nước cùng khu vực Đông Nam Á. Tư vấn trực tuyến 14 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2018, điều trị ung thư đường tiêu hóa, phác đồ quyết định phần tháng. Do báo Dân Trí thực hiện, chương trình có sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Jijing Kiat, bác sĩ cao cấp chuyên khoa ung bướu hàng đầu Singapore, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Cùng đón xem và tham gia hỏi đáp trực tiếp trên dân trí.com.vn và fanpage báo Dân Trí, fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.